vì vụ mua tàu chiến Hàn Quốc lắm nhiều khê của quân đội Philippines. Là quốc gia có liên quan tình hình phức tạp ở Biển Đông, khi mà các nước xung quanh như Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào hải quân, khiến cho Philippines không thể đứng yên. Năm 2016, họ đã quyết định mua hai khinh hạm hiện đại từ Hàn Quốc. Philippines là quốc gia nằm ở Đông Nam Á, có lợi ích trực tiếp rất lớn đối với Biển Đông. Đất nước này sở hữu đến 7.641 hòn đảo với lãnh hải rộng lớn, bao trùm hoàn toàn bởi biển cả mà người Philippines vẫn gọi là biển Philippines và biển Tây Philippines, tức Biển Đông. Tuy nhiên, Hải quân Philippines vẫn chưa thực đầu tư một cách xứng đáng với trọng trách nặng nề mà họ phải thực hiện. Các tàu chiến của Hải quân Philippines đa phần đều là tàu cũ, có cả những tàu từ thời Thế chiến II hay chiến tranh Việt Nam. Những xoáy hạm lớn nhất của Hải quân Philippines là những tàu Hamilton mua từ Mỹ, loại tàu mà Mỹ chỉ dùng làm tàu tuần duyên và hỏa lực chỉ ngang ngửa tàu phá 400 tấn TT-400TP do Việt Nam tự đóng. Tàu BRP Raman Angarad PS-16 lớp Hamilton của Hải quân Philippines. Những tàu chiến mới nhất của Philippines là các tàu Pohang tiếp nhận lại từ Hàn Quốc. Những tàu này cũng đã phục vụ trong Hải quân Hàn Quốc từ cuối những năm 1980 đến nay. Tàu Pohang của Hải quân Philippines mang số hiệu PS-39 Conrado Jab trong buổi lễ tiếp nhận. Nhận thấy sự tụt lại của mình trong khi những nước cạnh tranh quyền lợi trực tiếp trên Biển Đông với Philippines như Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia liên tục đầu tư mạnh mẽ cho Hải quân, nước này quyết định ký hợp đồng đặt mua hai khinh hạm lớp HDF 2600 từ Hàn Quốc nhằm gia tăng sức mạnh hải quân. Tàu BRP George Rijan FF-150 lớp HDF 2600 của Hải quân Philippines vừa được hạ thủy. HDF 2600 được Philippines gọi là lớp George Rijan, thiết kế dựa trên khinh hạm lớp Incheon của Hải quân Hàn Quốc. Tàu có lượng giãn nước đầy tải 2.870 tấn, dài 107,5m, rộng 13,8m. Tàu được trang bị 4 động cơ diesel MTU STX 650 kW, cho phép nó có thể đạt vận tốc tối đa khoảng 26 hải lý một giờ, tầm hoạt động 4.500 hải lý. Khinh hạm lớp HDF 2600 của Hải quân Philippines trong buổi lễ hạ thủy. Hoạt động chính thức được Philippines ký kết với tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai HHI của Hàn Quốc vào ngày 24 tháng 10 năm 2016 với giá trị hơn 336 triệu đô la Mỹ cho hai tàu. Chiếc đầu tiên chính thức được đóng vào ngày 30 tháng 4 năm 2018, chiếc thứ hai được đóng ngày 16 tháng 9 năm 2018. Vũ khí trang bị của HDF 2600 khá mạnh mẽ khi sử dụng pháo hạm Otto Melara Super Rapid 76mm, một hệ thống Smart 30RCVKS sử dụng pháo bắn nhanh 30mm, 2x3 ngư lôi chống ngầm cỡ 324mm, 4 tên lửa chống hạm SSM-700K C-Star tầm bắn tối đa 150km, 8 bệ phóng thẳng đứng đa nhiệm VLS, 2 hệ thống phòng không Simbad RC sử dụng tên lửa Mitran tầm bắn 6km. Đồ họa thiết kế khinh hạm HDF 2600 ở bên trên và tàu hộ vệ Pohang bên dưới. Tuy nhiên, một điều khá bi hài là theo báo cáo mua sắm tính đến năm 2019 của quân đội Philippines do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI thực hiện thì Philippines đã không hề mua các hệ thống ống phóng thẳng VLS, bệ pháo 30mm hay ngư lôi săn ngầm mà nước này chỉ ký hợp đồng mua với số lượng ít ỏi 15 quả tên lửa SSM-700K C-Star, tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần Simbad RC và pháo hạm 76mm để trang bị cho hai khinh hạm gần 3.000 tấn của mình. Một phần báo cáo mua sắm cho đến năm 2019 của quân đội Philippines do SIPRI thực hiện. Chưa dừng lại ở đó, Philippines đã cực kỳ nóng vội khi tàu BRP Joe Rizan FF-150 hạ thủy ngày 23 tháng 5 năm 2019 chưa được thử nghiệm vũ khí đã phải giao hàng. Theo đó, Phó Đô đốc Hải quân Philippines, ông Giovanni Bacodo, thì ngày 18 tháng 5 2020 vừa qua, tàu BRP Joe Rijan FF-150 đã rời Ulsan, Hàn Quốc, dự kiến đến vịnh Subic của Philippines ngày 23 tháng 5 tới đây. Khinh hạm Philippines trên đường ra khỏi vùng biển Hàn Quốc, bên trái là tàu hộ vệ ROKS Seongnam PPC 775 lớp Pohang Fly 4 của Hải quân Hàn Quốc đang hộ tống tàu nước bạn. Việc chưa thực hiện các quá trình thử nghiệm vũ khí đã vội giao hàng rất bất cập bởi khi tàu đưa vào sử dụng, nếu gặp trục trặc gì trong việc tương thích vũ khí hay các hệ thống có vấn đề thì tàu sẽ một lần nữa phải quay lại Hàn Quốc để sửa chữa. Tàu hộ vệ Hàn Quốc tiễn khinh hạm Philippines về nước.
Một điều đặc biệt là kể từ ngày bắt đầu khởi đóng chiếc khinh hạm đầu tiên cho đến khi nó được hạ thủy, Hàn Quốc chỉ mất hơn một năm để hoàn thành một chiếc khinh hạm gần 3.000 tấn, cho thấy rằng nền công nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc vô cùng phát triển. Việc đưa vào biên chế hai khinh hạm mới mua từ Hàn Quốc sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh của Hải quân Philippines, là mẫu tàu chiến hiện đại nhất của nước này và cũng là mẫu tàu đầu tiên của Hải quân nước này có thể mang theo tên lửa chống hạm. Tuy nhiên, qua các hợp đồng mua vũ khí rất khó hiểu của Philippines thì người ta lại đang đặt dấu hỏi lớn về các chiến hạm này. Liệu nó có lại biến thành một tàu pháo 3.000 tấn nữa hay không? Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.